tin được không? Tô cháo Huyết chỉ với 10.000 đồng. Huyết mềm, thơm, giống với nước mắm gừng ngon ngất ngây. Để nói ở đây lúc nào mình cũng gọi một tô cháo. Ở trong đây thì có nấm thì nó lại khác với ở những quán khác. Và khi ăn thì mọi người chỉ cần cho một ít nước mắm gừng vào. Trời ơi, đang lúc nóng như thế này thì ăn rất là ngon mọi người ạ. Rất là ngon đúng không? Tại vì nước cháo nó rất là ngọt. Đây, Huyết mọi người nha. Quán Nghĩa nổi tiếng là thịt vịt. Vịt ở đây rất là chắc thịt, không bị mỡ. Được mắm gừng ở đây ngon đúng luôn. Cái cay thơm thơm ngọt ngọt, thịt là ngon rồi mà thêm được chấm đỉnh nữa, con bao hoàn hảo luôn. Ngon 100 điểm, giống đầm miệng thịt vịt vô chạm được mắm gừng, ngầm mà nghe luôn á. Được mắm ngọt nhưng không bị ngọt quá, nên là cảm giác khi ăn vẫn vướng vẫn mùi thịt thơm. Nghe cái tiếng chặt thịt hấp dẫn mọi người hỉ. Quán này là sạch sẽ lắm. Mình đi vô bếp ra đứng xem chặt thịt mà thấy bày biện rất là gọn gàng. Ăn thịt vịt mọi người nhớ ăn kèm với bà Huế nữa mới đúng điều nghe. Bà Huế và rau sống ăn kèm với thịt vịt rất là hợp luôn đó. Ngoài thịt vịt ra thì ở đây còn có món gà bọc nữa nghe. Miếng gà chắc thịt rất là thấm tháp luôn. Mọi người nhớ gọi thêm một dĩa xôi vo chấm muối mè nữa nghe. Dĩa nhiều như thế mà chỉ có 10.000 thôi. Mọi người chấm với là muối mè. Thôi củ mè. Quán này không chỉ ngon mà còn rẻ nữa. Mâm này dành cho 4 người ăn chỉ với 230.000.